CMV, virus gây nhiễm trùng bẩm sinh phổ biến nhất. Là một loại virus DNA herpes có mặt ở khắp nơi, CMV có thể lây từ mẹ sang con, gây nhiễm trùng bẩm sinh phổ biến nhất. Trẻ sơ sinh nhiễm CMV bẩm sinh có nguy cơ tổn thương hệ thần kinh lâu dài, thường gặp nhất là điếc. Mẹ có thể nhiễm CMV qua nhiều con đường, quan hệ tình dục, tiếp xúc với các đồ hoặc những người nhiễm CMV, truyền máu ghép tạng. CMV có nhiều trong dịch tiết cơ thể, bao gồm nước tiểu, nước bọt, dịch hầu họng, nước mắt, dịch âm đạo của tử cung, tinh dịch hay sữa mẹ. Những dấu hiệu lâm sàng nhiễm CMV. 90% không có dấu hiệu nào, nhiễm CMV tiên phát có thể gây ra triệu chứng như cúm nhẹ. Con đường lây truyền. Trong thai kỳ, lây từ mẹ sang con qua hàng rào giao thai. Khi sinh và sau sinh, nhiễm trùng có thể xảy ra trong quá trình chuyển dạ do sự tiếp xúc CMV ở dịch tiết âm đạo, cổ tử cung hoặc qua sữa mẹ. Triệu chứng ở trẻ sơ sinh. Nhỏ hơn tuổi thai, tật đầu nhỏ, thông liên thất vàng da, gan to, giảm tiểu cầu. Tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh có triệu chứng nhiễm trùng khoảng 5% và 50-60% tỷ lệ sống sót, nhưng có tổn thương thần kinh nặng nề, giảm khả năng nghe, nhìn, kỹ năng vận động và nhận thức.